Thưa quý vị, vì sự nghiệp 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, vừa qua câu lạc bộ nghệ thuật Sao Tuổi Thơ cùng các mạnh thường quân, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh đã tổ chức chương trình Chào Xuân Yêu Thương, Vui Bước Em Đến Trường, đến và trao tặng đồ dùng học tập và xây dựng một thư viện cho các em học sinh của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên chương trình. Hành trình dài hơn 300 km từ thủ đô Hà Nội của câu lạc bộ nghệ thuật Sao Tuổi Thơ cùng các mạnh thường quân, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh đến với điểm trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Tà Si Lắng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũng không mấy thuận lợi dễ dàng. Bởi những đoạn đường gập ghềnh đồi dốc, các em học sinh nơi đây phải đối diện với cái lạnh cắt da cắt thịt, với những cơn gió rét buốt đặc trưng của khí hậu thiên nhiên miền núi. Lễ khởi công xây dựng thư viện và trao quà tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Tà Si Lắng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái được diễn ra với niềm vui của thầy trò vùng cao. Những món quà được chuẩn bị cẩn thận, trân trọng trước mỗi chuyến đi xa, như đồ dùng học tập, xô chậu, bánh kẹo đã được trao tặng cho cô trò tại điểm trường. Những món quà ấy chính là tình cảm của các thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật Sao Tuổi Thơ cùng các nhà hảo tâm, các bậc phụ huynh và các em học sinh tại thủ đô Hà Nội gửi gắm trong chuyến đi này, giúp các em học sinh dân tộc nghèo và nhà trường vơi bớt những khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục. Em cảm thấy rất là may mắn khi được góp một chút công sức nhỏ bé để giúp các bạn vùng cao được có cơ hội đến trường, được có những sách vở và trang bị đồ dùng học tập đầy đủ. Chúng ta cùng nhau giúp sức để không ai bị bỏ lại ở phía sau. Cho đi là còn mãi. Những cái hình ảnh, những cái hành động rất là nhỏ nhoi của chúng ta thôi nhưng nó mang lại những ý nghĩa rất là lớn trong công việc từ thiện. Thì hy vọng là những cái hình ảnh và những cái công việc từ thiện này thì sẽ được nhân rộng nhiều hơn để sắp tới chúng ta những cái chuyến đi nó ý nghĩa hơn để góp phần để hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn như các cháu ở trên này có những cái cuộc sống nó tốt hơn để nó tràn đầy ý nghĩa. Thương biết bao, làn da cháy nắng sạm đen, cái áo cái quần lâu ngày giờ bạc màu của đất, đôi dép của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đi có lẽ không bao giờ xuất hiện trên phố thị sầm uất chốn đô thành. Vui biết bao khi chính tay những tấm lòng hảo tâm chia sẻ với thầy cô và các em học sinh ấm áp tình người. Hạnh phúc giao lòng khi cảm nhận được niềm vui của các em khi nhận được phần quà, để rồi thoáng buồn khi phải chia tay các em, chia xa những nụ cười thân thương, đong đầy tình cảm ấy. Khi mà trao những cái phần quà đến các bạn thì còn thấy rất là thương các bạn. Các bạn đi học rất là xa và thiếu thốn. Con cảm thấy rất là may mắn khi mà đem được những cái phần quà này đến cho các bạn, nó tuy những món quà rất là nhỏ nhưng mà có ý nghĩa và trong tương lai con mong là con sẽ làm được thật nhiều việc ý nghĩa như thế. Sau khi tham gia chương trình thiện nguyện lần này thì em cảm nhận được sự vất vả của các bạn nhỏ khi phải đi học trên một quãng đường rất xa xôi. Em muốn chia sẻ cái tình yêu thương này của em và góp công sức nhỏ bé để có thể giúp các bạn có điều kiện đi học tốt hơn, học tập ổn định hơn để mai sau có thể góp công, góp sức cho xã hội. Dù những phần quà không nhiều nhưng nó chất chứa biết bao tình cảm của những tấm lòng thiện nguyện. Hôm nay thì mình cùng một số phụ huynh của câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ có mang một số phần quà cho của các anh trẻ em ở dưới thủ đô lên cho các bạn trên vùng cao, làm với một cái mục đích là muốn cho các con ở trên vùng cao được cảm nhận được tình yêu thương của một người dân thủ đô. Và để cho các con cảm thấy là các con được yêu thương ở trên toàn quốc, mọi người ai cũng yêu thương các con, không bị bỏ rơi, không bị bỏ quên lại đằng sau. Và những món quà này là hoàn toàn là do cái tấm lòng của các trẻ, các bạn cùng tuổi, độ tuổi các bạn, các con ở vùng cao này, và chuẩn bị bằng hết tấm lòng để mang chính cùng, tức là các bạn cũng tự tay mang lên cho các con trên này, và mong rằng là các con sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, được học hành tốt đẹp hơn, yêu trong môi trường thân thiện hơn. Và hôm nay câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ cũng góp một phần để xây dựng cái thư viện để dành cho các con trên này để có được cơ hội học tốt hơn và đọc được nhiều sách truyện để trưởng thành tốt hơn và thành những con người tốt đẹp hơn. Chương trình thiện nguyện Chào Xuân Yêu Thương, Vui Bước Em Đến Trường tuy giá trị về vật chất không nhiều nhưng lại có ý nghĩa tinh thần to lớn, động viên các em vươn lên cố gắng học tập rèn luyện, đặc biệt là chiến thắng mùa đông lạnh giá. Và đó cũng là mong muốn của những người có tấm lòng thiện nguyện, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em nghèo vùng cao. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Địa chỉ từ thiện của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.